Cảnh nó trộn ngồi kìa, hết ham không? Cục hang chưa? Chạy lên đó. Cho chạy đi. Vô hang nữa hả? Cặp mé, nó chạy gặp mấy đen không à, nó khôn lắm. Ừ, nó chạy gặp mấy đen không à. Ơi, có hơi không? Quậy chưa? Dính đi. Để hơi vô hang nữa đó, đào mệt. Hai con luôn hả? Hai con luôn đó. Phải không? Rớt, rớt, vô hang đó, ừ. Còn không, còn không? Nhưng mà cũng nhưng mà gì? Thấy ra. Vô hang kìa. Cậu vô hang rồi, cãi không à. Đi luôn rồi. Mới vô mé này nè. Mới vô mé này nè. Ừ. Coi thấy không? Thấy không? Ờ đó. Rồi hang rồi đó. Chụp tao lâu. Đường phong kìa. Sao thấy con hang với tao nghĩ đầu đó. Mày phải tao nghĩ con nãy không? Con này chứ con nào. Con này nó không? Nãy chuột giấy. Cái hả? Nó đó, nó đó. Không phải con không khoán giấy rồi. Không phải giấy. Giấy của Hường Hào đó. Sao bạn? Bon con với Hào. Đầu ra luôn mà để ra. Bắt luôn đi để vô hang nữa đó. Giờ này đào. Vô hang đào mệt lắm. Ít chuột chứ. Bự lắm, nãy tôi thấy bự nó coi mặt không. Ít vậy. Còn nữa đó. Còn chuột nái nữa, còn chuột nái nữa đó. Chuột với chọi mặt cái bóp vậy. Cái chuột này làm ra không ta? Ở đâu bán với chuột nè. Chào. Hết, chụp con chuột con bỏ vô này thấy. Ê đó con nó kìa, con nó kìa. Kìa. Chụp nhẹ nhẹ chết. Con hàng Guni nãy nó đập đó. Con chuột. Ê. Ngã. Nè. Ê kìa đâu con kìa. Đây con cái này vậy nó mới qua đây nè. Kìa kìa. Đâu rồi? Vô rồi. Nó kìa. Vô vô nó cắn. Vô thắng kìa. Thắng đi lên kìa. Còn con bự nữa tay. Còn con nái nữa đó. Ra hào ở chỗ hang trên dưới giò hào chỗ đó. Còn con chuột nái nữa. Rồi đào hang này chút. Ừ. Rồi chết coi nó rồi nè. Chuột gì đạp đó hả? Ừ. Ăn đi lỡ đi dặn luôn. Con này.